xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay, gió như mây bay qua đời con. Như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi. Mẹ già như chuối trên cây, gió lai mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lai mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới con mong tôi mẹ. Xin mời cô Sẵn Mẫn Tư Huệ.
see only 60. Okay. All right. 50. Maybe 55. Next. Hương, chị Hương, người Sài Gòn. Wow. Chị mà nói được một chữ trừ từ Sài Gòn thì khen chị luôn á. Mười điểm, mười điểm, mười điểm. Rồi, xin mời chị nghe, Cần Thơ. Oh, yeah. Em. Rồi Vi từ Quảng Nam nè nè. Rồi chị Hồng, người Sài Gòn. Kỳ này là cái như là Sài Gòn cạnh tranh với Hà Nội hơn nhiều ha. Rồi chị Cúc, người Huế. Thế tiện mộng mơ. Nghiêng nghiêng chị mở hai thứ. Rồi tới chị Trang, Hà Nội. Không, anh phải giới thiệu cái mặt cao bao nhiêu phần bao nhiêu phần bao nhiêu phần bao nhiêu. Ồ, chị Trang người Hà Nội á. À, cao 1m75. Đấy, cắt vào keo là 90, 60, 90. Cao keo tương đối ổn. Đó. 90, 60, 90. Đó. Rồi, tới chị Minh, người Hà Nội. Ăn luôn à? Dạ, chị Minh, người Hà Nội. Chị này thì cao 1m85. Đó, đó. 3 dòng chuẩn. Bằng nhau hả? Nhưng mà phải nhập chút xíu. Rồi tới chị Hằng, chị Hà Lợi. Chị Hằng cũng xem xem, 1m85. Ba dòng cũng tương đối ổn. Ủa là nghĩa ổn, ổn là được rồi. Rồi chị Thủy, người Sài Gòn. Cô này 1m55. Rồi tới Bích Sơn. Người Sài Gòn. 1m65. Ba dòng tương đối tôi thịt. Rồi tới Vinh thì Hà Nội. Hai mét hai vẫn mét năm. Rồi kế tiếp là xin mời Tô Nguyệt, người bà Tô. Không dám nói thêm. Rồi cuối cùng xin mời chị Mai. Chị Mai Hương. Oh, okay. Cô này có tự Huế không? Mém Huế. Mém Huế hả? Mém Huế thôi. Rồi xin mọi người cho các nhân vật chính của mình ngày hôm nay tràn pháo tay thật lớn à.